Hello everyone, welcome back to my channel. Clip này thì mình sẽ chơi thử lại 8 game. Các bạn cùng mình khám phá cái đầu tiên nha. Big Guy, Chapter S, New Game, let's go. Okay, let's go. Vẫn chưa thấy Big Guy xuất hiện. Đây rồi, bắt đầu xuất hiện rồi. Chẳng cái đó. Wow. Đây là chiếc chìa khóa màu đỏ. Ok. Đây, không biết màu gì đây. Yellow. Đó là một tấm gỗ. Trong này không có gì. Press K. Các bạn sẽ lấy hết tất cả các chìa khóa, sau đó thì mở ra. Cái này cần một chiếc búa này. Yeah, let's go. Lên trên này xem có lên được không. Cần một cái chiếc có lên. Đó, các bạn cứ đi xung quanh, sau đó tìm những cái rồi bắt đầu tháo ra. Ở đây thì tháo trong chú này là ra ngoài. Ở đây trong đây thì có một chiếc chìa khóa màu trắng. Thì chiếc chìa khóa màu trắng đó để mở cái cửa này ra. Rồi ok, và bây giờ thì mình sẽ chuyển tiếp sang cái tiếp theo. Scary Teacher 3D. Chapter 5. Let's go. Và ta làm hẳn một bức tượng rất là to. Và rất là đẹp luôn. Đây là ông người yêu đang bức khắc. Oh, you fool. I'm playing you like a fiddle. Time for some self-care. Okay.
giờ mình sẽ phải chờ cho ông ta đi ra, sau đó thì mình mới vào đây để mình lấy được xi măng. Ông ta đục khoác ở đây. Bây giờ các bạn mà lại gần, ông ta sẽ bắt các bạn ngay. Chờ ông ta đi đã. Ok, ông ta đi ra rồi. Và bây giờ thì mình sẽ chờ kết quả thôi. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang một tựa game ma Slenderina Zosella 2. Ok, bóng cười ra là không có gì trong ngoài. Cánh cửa này thì bị khóa rồi. Một chiếc chìa khóa, ok. Ma này thì cái tiếng nhạc nó rất là khiếp luôn các bạn nhé. Nếu các bạn có thể hơi khiếp thì các bạn có thể cho nhỏ tiếng nhạc để các bạn chơi. Nhưng nếu nhỏ quá thì các bạn sẽ không hồi hộp đâu. Không có gì đâu. Đang gần đây. Tiếng chân của nó rất là gần. Oh my god. Oh man. Cái xe đầu tiên.
sách thứ hai. Đó các bạn cứ đi xung quanh và tìm tất cả 8 quyển sách là các bạn sẽ thoát khỏi mê cung này. So, ok. Và bây giờ thì mình sẽ sang game tiếp theo. Big Guy Chapter 1. Let's go. Một tấm gỗ. Ok, mình chưa thấy bà ta đâu. Wow, bà ta ngay đằng sau mình. Ok, giờ đợi bà ta lên đây nào. Let's go. Bà ta đang ở đây. Chia, let's go. Giữ bà ta thôi. Ồ, không xuống nữa đây. Wow. Và các bạn đặt đủ những cái này vào trong một cái hồ nước thì nó sẽ mở ra một cánh cửa. Đây là cái màu xanh. Và các bạn cần tìm một cái màu đỏ và một cái màu green. Oh my gosh. Rồi ok, và bây giờ thì mình sẽ sang tới game tiếp theo. Let's go. Tựa game này thì các bạn sẽ phải đi thu thập những chiếc túi, 20 chiếc túi và thu thập những chữ số để ghép đủ bản đồ. Sau đó thì các bạn sẽ có một giải pháp đó thoát ra ngoài, đúng không? Thoát ra khỏi ngôi nhà con ma này. Con ma này thì các bạn né tránh rất đơn giản thôi. Khi nó đến gần các bạn chỉ cần vào trong một căn phòng nào đó thì nó sẽ không vào được bên trong. Nó chỉ bay lơ lửng ở bên ngoài hành lang thôi. Cho nên cũng không có gì khó cả. Tiếp tục. Xuống luôn vào đây. Ok.
cái này mình sử dụng thì sẽ hồi lại trong vòng 1 phút. Không biết nó đi đâu rồi, mình sẽ xem nó đi đâu. Nó đang ở trên tầng 2. Thế thì bây giờ thì mình sẽ là phải mò xuống tầng dưới thôi, mò xuống tầng hầm vậy. Trên tầng 2 thôi. Đó, các bạn cứ né tránh nó thôi, đơn giản mà. Rồi mình sẽ vào tìm những căn phòng. Chỗ này không có gì. Ở đây thì có chỗ lên trên để các bạn sẽ vào một căn phòng bất kỳ ở bên dưới tầng. Rồi bây giờ mình sẽ đi vào này xem những căn phòng kia. Rồi mình sẽ vào căn phòng trước ạ. Đây không có. Xung quanh và tìm tất cả 20 món đồ đã đủ rồi. Và bây giờ các bạn phải tìm làm sao để ghép đủ cái map bản đồ này. Sau đó thì các bạn sẽ tìm đường ra là xong. So, ok, và bây giờ thì mình sẽ sang tới cái tiếp theo. Slenderman. Let's go. Từ game này thì các bạn phải đi truy tìm 7 con ma. Nó sẽ lẩn vẩn bên trong này và nó sẽ xuất hiện từng con ma một. Các bạn bắt con ma đầu tiên thì nó sẽ xuất hiện con ma thứ hai và tiếp tục cứ thế đến xuất hiện đến con ma thứ 7. Thì khi các bạn bắt nhiều thì ông Slenderman càng ngày càng xuất hiện nhiều. Rồi mình sẽ đi lại xem con ma nó có đi được lại không. Đây là một nơi rất là vắng vẻ. Không hiểu sao mình lại mò vào trong đây để mà đi truy lùng và săn lùng những bức ảnh ma. Chứ nếu ngoài đời mình như thế này thì chắc là mình cũng không dám đi đâu đâu. Chỉ có ngồi chờ cứu hộ thôi. Ok, gần đây có một con. Đây rồi. Này, đi rất là nhanh. Ok, một con. Let's go. Chịp nó chạy mất. Nếu các bạn không bắn nhanh vào đấy thì khi nó quay lại là nó sẽ bay mất luôn. Rồi các bạn lại phải đi tìm chỗ khác. Rồi cách chơi của game này rất đơn giản thôi. Rồi ok, và bây giờ thì mình sẽ chuyển tiếp sang cái game tiếp theo.
Bica Granimos. Bật lên kia. Bật đây. Oh my gosh, bảo tao đặt lên chỗ này thì không biết mình có đi được không. Rồi mình sẽ phải đi đường khác xem thế nào. Vứt luôn ở bên trong đấy thì ai mà đi được. Tài phone đấy. Không có gì ở đây. Oh my god, cầu thang này không lên được này các bạn ạ. À, không lên được luôn. Oh my god. Để miếng thịt rồi. Này là sẽ ghép được khẩu súng. Oh my god. Wow. So ok, và bây giờ thì mình sẽ sang tiếp theo. Sáng này trên tấm này những con ốc mà các bạn có thể tháo ra được. Ngồi xuống. Đây rồi. Hai hai giờ tối. I can't hear
không biết. Xem còn gì trong này không? Can you help me? Đây là những người bị nhiễm rất là đông. Vì ông ta thôi miên. Hi. Let's go. Are you ready? Welcome to the new thẻ để các bạn vào trong một căn phòng. Đây là một căn phòng nào. Mình sẽ tìm ở đây xem có gì không. You must accept the change. Anh chàng này đang bị làm sao đây? Welcome to the new normal. Đây là bàn số cũ rồi. Are you ready? Let's go. Lên trên, sau đó đi sang bên đường bên kia. Thank you.
Được. Oh my god, khi xuống đây ở đây, đây là này. Oh, không kịp rồi. Để xem hết cái dây này nó có mở cửa không. Đó chắc là một cái nhiệm vụ gì đó. Rất là khó hiểu luôn. Rồi ok, và bây giờ thì mình xin phép dừng clip tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.